Hello buổi tối các chị yêu nha. Tiếp tục buổi live stream ngày hôm nay của shop em. Cả nhà ơi, sale luôn, váy sơ mi mẫu mặc luôn. Giá bình thường các chị mua em này là phải tầm 300, 350 đúng không? Rồi tối hôm nay shop còn đúng một size cuối là size XL, sale 199.000 luôn nha, tương tác. Chị nào thấy like của em rồi mình chia sẻ cho em nha. Ba lần mỗi chị thôi. Chốt luôn mẫu đầm sơ mi suông này của em 199.000 size XL cho em. Khoảng tầm 55 tới 62 cân quay đầu nha. 55 tới 62 cân có thể mặc vừa giúp em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà, nhanh tay đặt luôn em, chừa hàng chừa size giảm giá. Rồi cổ sơ mi nè, tay lỡ nè, form váy dài cho em là qua gối nha, nó có xẻ nhẹ cái tà, các chị thấy không? Đây, xẻ nhẹ tà phía trước tạo kiểu. Cái này họa tiết sọc nha, sọc đủ mà, sọc sọc đủ hướng luôn. Đó, nó sọc đủ hướng luôn các chị yêu ha, chốt luôn hôm nay với giá tiền chỉ có bao nhiêu ạ? Ngày hôm nay chốt luôn với giá tiền chỉ có là 199.000 đồng thôi. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết nha. 1476 để ghi mã nè, 199k, 1476 199k nha cả nhà. Rồi đó ơi, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha, nhanh tay em trừ hàng trừ size giảm giá cho các chị mình luôn ạ. Đồng em mặc trên người đây, mã váy này sẽ là, mã váy này sẽ là 1476 ha. Dạ không co giãn chị Hàng Trần ơi, cái váy này của em cái chất của nó không có co giãn nhiều ha, em này chất liệu vải cách thái, nó không có độ co giãn nhiều chị nha. Đổi là em có size mà em tải bán hết, cái lúc mới về là nó có 4 size là eo tới 90 luôn mà tải bán hết rồi. Ngày hôm nay em còn mỗi size XL thôi, eo khoảng 80 quay đầu cho em, cổ sơ mi tay lỡ. Đồng này có túi không ta, để em coi lại coi. Có túi luôn, may kèm hai túi nha. Nếu mà các chị em không có đeo cổng thắt lưng này, nó sẽ là suông rộng nha, em mặc hơi rộng chút xíu. Nếu các chị thích mặc rộng để nguyên cho em, còn thích ôm eo như thế này thì kết hợp kèm phụ kiện thắt lưng vào cho em là được nha. Chốt luôn hôm nay với giá tiền chỉ có 199.000 đồng thôi. Ok chị Hồng Ngọc lấy mẫu đang mặc eo 72, ủa eo 72 mặc hơi rộng. Eo 72 mặc hơi rộng, bây giờ đầm này em có eo cỡ 75 tới 80 nha, tùy vào dáng người cho em. Em chào chị Hạnh Trần, chào chị Nguyễn Nga nha, để em ghim giá nè. Rồi, 199.000 đồng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok nha. Đặt luôn trên line em tư vấn và trừ hàng các chị yêu ơi. Mã số sản phẩm. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Em chào chị Điệp Vũ nha. Đầm em mang mấy màu, một màu duy nhất luôn. Sơ mi mẫu mặc chỉ có đúng một màu này thôi, sọc đen trắng ha. Sọc đen trắng cho em, dễ thương lắm. Màu này mặc sang, có kèm túi nữa nè. 199.000 chỉ còn size XL. Không về thêm chị, mã này hết là em bỏ luôn. Cái mã này hết là em bỏ luôn chứ không may lại nha. Chị nào mua trễ hết hàng. Ren hôm nay hết nha các chị ơi, ren còn có hai size à. Hôm qua giờ các chị nào mà chưa có mua cái váy đen này không? Cái váy đen màu đen này của em nè, còn đúng hai size cuối, mới về chưa được một tuần. Em bảo rồi, cái đầm này nó hot dữ lắm, không nhanh tay là nó hết hàng. Hôm nay hết thiệt các chị yêu ơi, chỉ còn đúng hai size cuối cùng thôi đó. Để lại thông tin ở bên dưới để em chừa hàng nha. Ren còn hai size cuối, các chị nào vừa em lên nè, 55 cân quay đầu. Ren đen 55 cân quay đầu giúp em nha. Hello em gái, vừa nhận đầm rồi, chất đẹp phong vừa bộ vương ý. Em cảm ơn chị Huỳnh Châu rất là nhiều luôn. Đây, khách em vừa review, các chị thấy chưa? Nhận hàng nhà em hỗ trợ cho mình kiểm tra. Cho nên nếu như mà nói mà nhận hàng xong mà mình nói là không ưng ý này kia cũng khó. Tại vì không ưng em đã không, em không lấy tiền rồi mà. Đó, em giao hàng đến tận tay cho kiểm hàng trước thanh toán. Phải đẹp như em quảng cáo mới lấy tiền, đâu phải dễ lấy tiền khách đâu. Đây là các chị cứ thoải mái lựa chọn nha. Ưng đầm nào chốt cho em cái mã số vào luôn. Mã kèm số điện thoại. Em mặc là 199k, mã váy 1476 cho em. Không kèm thắt lưng là thành váy suông ha. Không kèm thắt lưng là váy suông, còn thắt vô là ra ôm eo. Em chào chị Ngọc Lan nha, chào các chị yêu nè. Rồi bây giờ em qua mã nha. Thích coi màu nào không? Có muốn coi hoa nào, màu nào phía sau em thì bình luận ở bên dưới để em giới thiệu. Còn không thì em sẽ mặc ngẫu nhiên. Trong này còn nhiều đầm lắm nha. Em sẽ lên tiếp một số cái sản phẩm đang sale cho các chị mình nữa. Hình như em có một cái váy à. Em có cái váy này nó sót lại cho mình còn một cái các chị ơi. Đây đúng không ta? Nè, váy xếp ly các chị yêu ơi, đây. Em còn sót lại một cái đầm xếp ly màu da, có chị nào nhớ cái mã hot này không? Em này là hôm trước là siêu hot, vừa về một cái em nói khách hỏi quá chừng hỏi luôn. Ngày hôm nay em còn có một cái biết nhập vô chua ta, đợi em xíu nha. Chị nào chưa có mã này bình luận nhanh tay giúp em nha. Mã số, ui hết size rồi.
Đợi em một chút xíu. Hết size rồi, để giờ biết nhập cái mã nào đây ta. Em xóa mã hôm trước nó hết hàng, em xóa mã này mất tiêu luôn. Rồi để bây giờ em kiếm cái mã khác em nhập đại nha. Tại nó còn có một cái cuối à. Cứ mã nào hết thì thường là em xóa luôn á. Mấy mã cái chị thấy em mặc ở đây không? Hết là em bỏ mẫu. Cứ hết là em bỏ mẫu chứ không có về thêm. Cho nên chị nào mà đợi qua đợt rồi hỏi mua đâu có còn hàng đâu. Mỗi lần em về mỗi kiểu khác nè. Cái súp ly này đẹp nè các chị. Form váy súp ly nè, dễ thương ha. Trên váy xòe cho mình súp ly toàn bộ cho các chị luôn. Đây là cái mã sơ mi đầu tiên kiểu súp ly em về. Hot rần rần luôn. Hôm nay shop còn đúng một cái size em M cho các chị mình thôi. Để em tạo mã cho nó cái đã. Bây giờ lấy mã nào đây, em coi cái mã nào trống em bỏ nó vô đỡ nha. Rồi đầm này em còn đúng một cái cuối nha cả nhà ơi. Để em xíu nha, em coi cái mã nào trống. Dạ em mặc là váy lụa. Mới mặc hả? Mới mặc là vải cáp thái. Đây em mới mặc là đầm xòe, đầm sơ mi suông một lớp nha. Em mới mặc là sơ mi suông một lớp chị yêu ơi. Rồi còn cái váy em mang hiện tại còn đúng một cái cuối cùng em sale luôn. Đợi em một chút xíu. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. 13 mấy trống đây để em xíu. 1390 đi. Rồi em mặc đây là mã số 1390 đi. Em nhập cho cái chị kia. Đặt cho em cái váy này là 1390 nha. Em còn một cái size M nha cả nhà. 1390 cho em nha. Em còn đúng một cái size M em sale cho mình luôn ha. 100 bao nhiêu tiền đây. Giờ còn có một cái thôi, thôi xả kho 99 ngàn luôn. Trời đất ơi giá này 350 không đó. Cái đầm này của em bình thường các chị mua là 350 một cái. Hôm nay còn đúng một cái cuối em sale tặng luôn. Hai giá tặng, chị nào mua được giá này là chúc mừng trước luôn nha. 99k đầm em đang mặc luôn. Còn đúng một cái cuối cùng có ai size M không? 1390 kèm số điện thoại cho em. Còn đúng một cái cuối cùng size M cho em, 99 ngàn lên đơn. Size M 50 cân quay đầu nha. Hàng này hàng cuối rồi. Hàng có một cái cuối rồi đó. Size M cho em mẫu đang mặc súp ly toàn bộ trên váy. Giá cũ 350. Giá cũ 350 hôm nay shop sale 99 ngàn chia sẻ cho em nha. Điều kiện săn sale cho em mẫu này là 3 lần chia sẻ live stream ha. 99k mẫu đang mang nè. 1390 cho em. Đẹp lắm, súp ly toàn bộ cả trước cả sau luôn. Rất là xinh. 1390 cho em nha, 99 ngàn nha cả nhà. 1390, đây để em báo giá cho các bạn chốt nha. Giá like đây, 1390, 99 ngàn. Size M nha, size M. Còn đúng một cái cuối size M, chị nào lấy bình luận nhanh tay em tư vấn và chừa hàng luôn. Rồi tiếp tục em qua mẫu nha, mã này còn đúng một cái thôi em qua luôn. Thích màu nào bình luận cho em nha. Thích màu nào bình luận cho em nha cả nhà ơi, mã số sản phẩm nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. 1390 ha, có GL nha, có sẵn GL cho các chị mình luôn. 99 ngàn, mẫu này đẹp quá, chị mặc 2X, đâu có còn hàng đâu. 2X em về cho mình là cái, em còn cái trắng, em còn cái màu trắng súp ly nè. Em nếu mà chị thích súp ly, em có màu trắng nè. Trắng súp ly hoặc là váy bi mới về. Đầm bi súp ly thì em có nha. Mã mới em còn size. Còn em mặc là nó qua được, em bỏ mẫu rồi. Cái màu da này em bỏ mẫu em không có về nữa. Hiện tại bây giờ em không có may thêm cái màu da súp ly này ha. Cho nên là em mới sale bỏ mẫu 99 ngàn á. Chứ còn bình thường em vẫn bán nó 350 mà. Ở đây mấy chị khách quen nhà em mua ba toàn 350 không á. Giá này là giá tặng nha cả nhà ơi. Giá tặng 99 ngàn cho em. Rồi em qua mã khác nha. Tiếp tục em lên cho mình xem thêm một cái váy này nữa đi. Đầm ren nha cả nhà. Đầm ren đuôi cá mẫu này xinh nè. Còn sót lại có size M em xả 199 ngàn luôn. Có chị nào nhớ mã váy này của em không? 1505 nha. Body ren. Body ren đi tiệc nha các chị yêu ơi. 1505 cho em. Body ren đi tiệc nha, đuôi cá mặt xéo nè, đầm ren kim tuyến nha, ren hoa kim tuyến. Rồi chốt giúp em mẫu này luôn 199 ngàn. Shop chỉ còn cho các chị mình là size M dưới 50 cân. Em còn size M dưới 50 cân quay đầu cho em, chị nào chưa có lên đơn đặt hàng. 1505, 50 cân quay đầu cho em là vừa nha. 50, 55 nha, 50 cân chứ. 50 cân quay đầu giúp em nha, 199 ngàn đồng luôn.
đẹp nha. Ren kim tuyến cho các chị với cái tông màu xanh này cũng dễ mang, không bị kén da. Da nào các chị mang cũng được, da trắng, da ngâm đều mang được cho em hết. Mã váy giúp em 1505. Mã váy giúp em là 1505 nha cả nhà. Ren hoa màu xanh nè. Ren hoa màu xanh các chị yêu nha. Đuôi cá là em may vạt xéo nè, toàn bộ thân đầm các chị thấy kim tuyến không? Toàn bộ thân đầm kim tuyến lấp lánh cho các chị mình luôn, dễ thương lắm. Dạ phía dưới nó cũng cái tà nó cũng qua gối chứ không có ngắn nha. Cái tà váy nó vừa qua gối của em đây. Rồi có kèm cho các chị mình là quên, dây eo không có kèm. Em đeo kèm cho các chị xem cho đẹp thôi chứ không có kèm dây eo. Chị nào mua dây eo này thì em sale là 129.000 thắt lưng 04. Chị nào thích cái sợi hồ ly em mang không? Thắt lưng hồ ly mã số 04 nha, mình đeo kèm đầm rất là đẹp nè. Đó, 129.000 cho em cái sợi này thôi. Đầm là 1505, thắt lưng 04 nha, mã đầm. Đầm cũng có mã, thắt lưng cũng có mã luôn. Dạ váy này em chỉ còn size M, chị size lớn để em lên cái khác. Body mà size lớn em có body von không, chị thích von không? Em còn cái von nè. Em còn cái von hoa vàng có cái size to nè, đợi em xíu nha. Mã này của em thì chỉ còn size cho các chị mình là size M thôi. Đầm em mang chỉ còn size M nha, 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu chốt giúp em mã này 199.000 đồng luôn. 1390 em còn một cái size M, chị Trần Oanh mã đó em hết hàng rồi. Mã đó em chỉ còn có một cái size M em sale hết luôn, em bỏ luôn. Đầm em không có về lại nữa, em ngưng luôn rồi, mà cắt mã luôn rồi. Đó, chị nào thích thì cứ đặt ha. Còn cái size M, còn em mặc đây sẽ là 1505 thì em còn size M luôn, cũng 50 cân quay đầu luôn. Rồi, size to để em lên kiểu khác. Em có cái đầm đuôi cá này sẽ là đuôi cá von. Mã này thì em sẽ còn size lớn cho các chị mình nha. Em còn là size XL với lại 2X. Von đuôi cá nè, hai lớp có kèm dây thắt eo. Mặc xong thắt nhẹ cái nơ cho em ở đây cho nó xinh. Đó. Rồi đây là mã hàng 1428 ạ. Mã này em có size 55-65 cân. Đầm này thì em còn size to nha. Đuôi cá von ạ, đầm 2 lớp. Không có túi nha, body này em không có may túi. Mã váy 1428 100 bao nhiêu đây để em xem coi. 1428 1428 rồi em sale cho các chị mình luôn. Giá hôm nay 179.000 cả nhà ơi, 1428 179k xả hàng. 1428 179k like của like ngày hôm nay của em nha. Like ngày hôm nay của em chốt cho các chị mình luôn là 179.000, em còn size XL và 2X. Em còn size XL và 2X nha, chị nào 55 tới 65. Ôi trời XL có một cái. Còn hai size mà size XL còn có một cái thôi hà. Chị nào ưng thì chốt nha. Chờ em ơi, chị có cái da không em? À, cái váy mà vừa rồi em sale 99 đó hả chị? Các chị yêu lưu ý là những cái sản phẩm nào mà nó còn ít một sản phẩm á, một hai sản phẩm á, thì em sẽ không có, chứ em chưa có trả lời được là chị nào được chốt, tại vì phải nhờ bên em kiểm tra coi là ai chia sẻ rồi và đặt hàng đúng cú pháp cái đã. Đó với lại vừa hai còn hàng nào mà đủ size, thật ra em đọc tên ở đây là em đang xác nhận em thấy cái đơn hàng của mình, chứ cũng chưa phải là em đã chốt đơn đâu. Tại nhiều khi có những chị khách đặt hàng nhưng mà không có bận vừa đó, phải đợi bên em gọi lại xác nhận đơn mới là tính nha. Chứ còn giờ em đọc tên ở đây chỉ là em đang xác nhận cho khách là em thấy mình đặt hàng đó, em thấy mình đặt đúng vậy thôi, chứ em cũng chưa có chắc ăn đã chốt hàng đâu. Như đầm này đi, em còn có một cái size XL còn lại là 2X đó. Chị nào đặt size XL là đúng một đơn nữa thôi là hết. 1428 cho em chưa kêu hết khóa nha. Rồi sale luôn 179.000 cho em đuôi cá hoa vàng 179, bên trong có lót không lao mỏng, mặc mát thoải mái cho em luôn. Chưa có đầm này lên đâu sớm dứt shop ạ. 1428 kèm số điện thoại cho em là được nha. Chất liệu là von, hai size cuối cùng trong đó XL chỉ còn đúng một cái nữa thôi là em hết luôn, bỏ mẫu luôn nha. Đặt nhanh tay em chưa hàng chưa size giảm giá cho các chị mình nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là được nha. Rồi chậm cho em qua mẫu. Xong chuyên qua mẫu các chị yêu ơi, đây là 1428 ạ. 1428 cộng số điện thoại cho em nha. Body đuôi cá von. Body đuôi cá von nha cả nhà ơi, bình luận nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá nha. Chị Huyền Lê, đầm em mặc bao nhiêu tiền? Đầm em mặc là 179.000 em sale rồi. Đầm em mặc 179.000 đồng, mã số giúp em 1428. 1428 kèm số điện thoại rồi em qua mã nha. 179k. 179k đồng em mang nha. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần ha. Rồi tiếp theo em lên đồng sale tiếp nè.
Đây tiếp tục. Ui da trời đất ơi, đợi em một chút xíu. Rồi bây giờ tiếp tục các chị yêu nha, qua mã sale tiếp. Em lên tiếp một cái đồng sơ mi hôm nay sale nốt cho các chị luôn. Trời ơi, này còn có một cái à. Cái đồng này nó còn đúng một cái cuối cùng luôn đó. Chị nào size to không? Có ai size 2XL không? Em sale cái váy này cho mình luôn. Bình thường em bán 300, hôm nay em chốt 149.000. Chị nào size 2X đâu, 60-65 cân vừa cho em cái mã này. Nó rất là rộng so với em nên em sẽ kẹp nó lại bớt nha. Sơ mi dán dài nha cả nhà, do em mặc nó rộng nhìn không có được đẹp á, chứ còn nếu đúng form các chị mặc thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn nhiều. Và em này giá cũ là 300, hôm nay em sale cho mình luôn 149.000. Bình luận giúp em cái này là 1438 ạ. Đây 1438. 1438 là sơ mi caro màu vàng của em nha. Hôm nay sale luôn cho các chị yêu mình nè. Ai chưa có mã này em lên đơn. Một cái cuối cùng. 1438 một cái cuối cùng, chốt luôn 149.000. 149.000 đồng cho em size 2XL cho các chị yêu luôn nè. Có một cái túi nhỏ phía trước. Về độ dài mình thấy em mặc không? Nó gần tới cổ chân em luôn. Em mặc là nó qua bắp chân em luôn rồi nè. Đó, form dài. Sơ mi form dài, chất liệu kara sọc nha. Dày dặn đứng form. Nhìn nó rộng hơn so với em đúng không? Tại hơn em tới 3 size lận. Chị nào 60-65 cân mặc vừa hơn. Em mặc có size M thôi. Mặc cái này nó tới 2X đó. Đây là nhìn nó hơi rộng, nó không có được đẹp ha. Đúng form đẹp hơn nhiều. 150 nha chị Dương Nhi ơi. 1438. Mã này là 1438 nha. Em mặc là 1438 149k cho em. 1438 149k cho em. 1517 hả chị? Mã đó hình mã đó em chưa em, ủa em về chưa ta? Hình như chưa. Cái mã đó hình như chưa về. Cái mã đó với cái mã 1502. Đó là hai mã em chưa kịp về. Đồng này nếu mà em mặc thì cũng được, nhưng mà em mặc trước thôi. Còn nếu cái chị đặt là phải chờ phải vài ngày nữa em mới trả đơn nha. Cái 1517 em mới mặc hồi sáng ở đâu rồi ta? 1517 đây. Đây cả nhà ơi, cái mã này của em nè, bây giờ em mặc cho mình coi trước. Còn nếu mà mình đặt luôn thì cũng được, mình đợi khi nào về đặt cũng được. Còn không thì bây giờ mình đặt luôn á, thì khoảng mấy ngày nữa em về hàng em trả đơn sau nha. Chứ còn muốn ngày mai giao liền là chưa có nha. Cái 1517 em chưa có kịp về đâu, chắc phải vài hôm nữa. Đồ hồng supply mới nè. Cái màu da vừa rồi hết là em về màu mới rồi nè, đã không? Màu da không về thêm nữa nha. Nè em có một cái cuối em sale bỏ mẫu á. Đây về màu mới cũng màu, không màu này gọi là màu trắng sữa á. Màu trắng sữa cho em hoa nè, như một bức tranh luôn. Supply luôn, cũng là sơ mi supply luôn. À, đầm ren có chị, em có cái đầm ren mới sale xong. 199 đuôi cá màu xanh kim tuyến, lung linh lấp lánh chưa các chị coi nè. Trời ơi nó chiếu kìa. 199.000 còn size M. 199.000 đồng còn size M thôi, 50 cân quay đầu cho em. 50 cân quay đầu cho em thôi nha. Hoặc là cái ren đen mới. Em có cái ren đen này hôm nay còn đúng 2 size, nó mới về luôn á, chưa được 1 tuần nữa. Cái ngày đầu tiên em mặc em đã có nói rồi là cái mã này nó hết hàng nhanh, các chị có thích đặt luôn, không tin em. Không tin em ngày hôm nay nó còn đúng size M và L thôi, thấy chưa? Hết thật sự rồi cả nhà ơi, ren đen chỉ còn 2 size cuối cùng. Size to em hết rồi nha. Ngày hôm nay mã ren đen mới về, chỉ còn size dưới 55 cân. Chị nào vừa cho em thì chốt nha. 319 ren đi tiệm. Rồi em qua mẫu ạ. Màu vàng em mặc caro vàng này, chất liệu là vải kara sọc, xe 149.000 đồng nha. Mã số giúp em là 1438. Cái này cũng là cái cuối nè. Đồng em mặc đây cũng là cái cuối cùng cho mình luôn, không về thêm nữa nha. Mã này hết là em bỏ, không may lại. Ai ưng cái này của em thì đặt luôn. Hàng hiếm. Hàng hiếm nha các chị, còn đúng một cái cuối thôi đó. Sale 149.000 đồng. À em được chị, eo đồng này 82 ok. Đồng em mặc eo 82, 84 quay đầu ok. Đặt luôn trên line em tư vấn nè. 300 giá cũ, hôm nay sale chỉ có 149.000 đồng. Ok nha. 300 giá cũ, hôm nay sale còn 149.000 cho các chị mình thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em qua mã. Tiếp theo sẽ là một em đồng nào đây ta, để em coi có mã nào hôm nay sắp hết chưa em lên cho các chị xem nữa nè. Hôm nay có nhiều đồng nó lẻ sai lắm rồi nhà ơi, tranh thủ mình đặt sớm cho em nha. Đụng vô là lẻ sai. À đây, em có cái váy này. Váy ren. Đầm này gọi là dạ hội cách tân ạ. Dạ hội cách tân em mặc nó chỉ còn có một size thôi. Mã này em cũng chưa có thấy là có may thêm kiểu nào mới đâu. Em chưa có thấy về thêm cái mã nào mà may giống vậy hết trơn á. Cái này cũng là hàng hiếm nè. Rồi giảm giá ngày hôm nay luôn.
Đây cả nhà, bình luận cho em váy này là 1450 nha. Trên áo là ren thêu, trên váy là chiếc phông và cái váy này em may liền. Cái váy này em may liền từ trên xuống dưới nha. 1450 cho em mẫu váy đang mặc luôn. 1450. 199.000 cho em mã này. 199.000 đồng cho em có size cho mình. Có size cho mình từ 57 tới 65 cân nè, em còn 2 size. Ôi quên, còn một size. Em còn một size cuối cùng là 57 tới 65 cân nha. Áo màu kem, hỏi chị áo màu kem nào ta? Áo màu kem, áo kem nào chị? Áo kem hồi nãy em size 99 nó có một cái một thôi, chắc là đã được chốt rồi đó chị ơi. Lựa cho em màu khác đi. Nha, lựa màu khác cho em chứ cái màu kem vừa rồi là không có không em sợ là không còn hàng, tại nó có một cái à. Mà đơn là phải hơn chục đơn rồi, hơn một chục comment đặt hàng rồi. Nên là không thể nào nó còn đâu, đổi sang cái khác giúp em đi. 1517 đúng không? Em mặc cái này mình coi thử nhưng mà em chưa có giao liền ngày mai được đâu nha. Tất cả những mẫu khác em giao được, còn riêng cái này em nợ đơn nha. Cái 1517 với cái váy này nè. Với cái 1402 à 1502 hai cái mã này nè. Cho em nợ đơn và mấy ngày sau em trả nha, tại em chưa có về hàng kịp á. Em định là chưa lên đâu nhưng mà nãy giờ khách hỏi nè. Đây, em mặc cho mình coi cái sơ mi thử. Cái này xinh lắm, cái màu rất là đẹp. Màu của nó không phải là trắng tinh đâu, nó không có trắng tinh như cái này đâu, mà trắng của nó là trắng sữa nha, màu trắng sữa rất là sang. Đây, em lên mình coi ha. Ren theo là 1450 ạ. Còn size 2X em sale 199.000 nha. 199.000 mà em mới mặc luôn á. Đây, lên đầm sơ mi nè. Sơ mi xếp ly mã mới của nhà em. Đây sẽ là 1517. Cái màu này em nói cái chị ơi, mua liền. Mua liền cho em cái váy này đi, nó sang thật sự luôn. Đây, xếp ly các chị coi nè. Trên váy bên dưới nè, xếp ly toàn bộ từ trước ra sau cho em. Cái màu hoa mình coi đi. Cái màu hoa các chị coi mê chưa? Đẹp từ chất tới form luôn nha. Hàng đủ size chắc chắn luôn rồi, hàng mới mà. Hàng mới mà các chị, đây là chắc chắn sẽ có đủ size cho mình. Tạm thời bây giờ em chưa có đo 2X thì mình cứ 65 cân quay đầu. Biết đâu nó về sao nó to hơn nữa thì sao, đúng không? Nhưng mà thôi, cái đó không hứa trước ha. Bây giờ cứ 40 tới 65 cân mình đặt trước giúp em. Sơ mi nè. Sơ mi này là vải lụa nha cả nhà. Màu lên da trắng, lên siêu nổi bật, bật tông da luôn. Rồi chốt cho em mẫu này là 349.000. Mã váy này là 1517. Cái này hàng mới nha, chị nào đặt thì đợi em vài hôm nữa em về em trả đơn sau nha. Giờ mà cần gấp cái này là chưa có được đâu đó. Mấy ngày nữa em trả đơn cái váy này nha. Trừ cái này với cái 02 ra thôi, còn lại tất cả các mẫu khác thì đặt em giao liền. Chị Đoàn Kim 51 cân, dạ có, đầm này đủ size nha, 1517, mã mới của nhà em. Nếu mà hôm nay chị nào đặt thì khi nào hàng về em sẽ giao cho những chị lên đơn trước ha. Hôm nay ai đặt hàng thì hàng về em giao những chị đó trước. Còn lại bao nhiêu thì tiếp tục em sale, còn nhiêu sale nhiêu. Chứ có những mẫu vừa về trả đơn xong cái lẻ size luôn mới chạy hot cỡ đó. Đây, mã mới nhà em ha, 1517 hoa văn nè, đẹp chưa? Xếp ly toàn bộ trên váy, đây là phía sau lưng nhà em. Đây, khóa phía trước, à lộn, khóa phía sau. Khóa phía sau lưng nha. Phần váy xòe dài qua gối từ bắp chân của em luôn nè, rất là đẹp, màu sang chưa? Chất lụa mềm, mặc siêu mát cho em, phần tay cũng có nhúng trên vai tạo kiểu. Mã này là 1517, chị Minh Nguyên, em mặc đây, 55 cân có hàng. 55 cân nhà em có hàng, đặt mã giúp em nha. Rồi, chị Trần Anh chốt trước mã này, ok, về em giao liền nha, đợi em vài hôm nha. 1517 đủ size, hàng mới chắc chắn là có đủ size. Riêng cái đồng này, cái chưa đặt hàng em sẽ có cho mình từ 40 tới 65 kg. Khóa ẩn sau lưng, trên váy súp ly toàn bộ. Em có cái bi này là có sẵn nè. Chị nào thích súp ly thì cái bi đây là có sẵn rồi ha. Bi cũng súp ly luôn, về trước. Hôm trước cái chị thấy không, em có mặc cái mẫu này trong một bài like quảng cáo rồi. Tưởng là cái này về trước mà tự nhiên trục chặt kỹ thuật sao về trước cái bi. Cái bi hôm đó chưa mặc thì lại về trước. Đến hôm nay mẫu em mặc nên nó vẫn đang bị trục chặt trong cái quá trình vận chuyển, nó chưa có kịp về kho nhà em ha. Đó, nên là mình đợi em vài ngày nha, mấy ngày nữa thôi là về liền. Còn cái bi này đang có sẵn. Nếu mình đặt cái bi thì ngày mai em sẽ giao liền cho các chị mình luôn. Thành phố 1 ngày nhận đơn, ship tỉnh 2 đến 4 ngày. Đầm bi em có sẵn cũng ship ly luôn. Còn em mặc đây sẽ là 1517 nha. Màu da họa tiết này hoa các chị coi, như một bức tranh luôn nè. Quá đẹp các chị ơi, chất nè, chất lụa nha, ship ly toàn bộ trên váy cho em. Ok chị Linh Chi 1517 nha, rồi em qua mã được chưa ạ? 349.000 nha cả nhà, hàng về đủ size, 65 cân quay đầu cho em là được nha. Nhanh tay đặt luôn, em chừa hàng chừa size giảm giá. Mã váy em mặc là 1517 nha.
Mã váy em mặc là 1517 nha thầy nhà ơi, tranh thủ đặt luôn em tư vấn nè. Mã số sản phẩm nhà kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp tục em lên cho các chị xem mã khác nha. 349.000 đồng váy này, chất liệu là vải. Chất liệu là vải lụa. Em đang mặc đây là sơ mi lụa nha cả nhà. Rồi em qua mã khác nè. Tiếp tục là một em váy hoa. Dáng dài cho các chị mình có thể mặc đi chơi, du lịch, chụp hình ha. Hiện tại mấy cái mã váy size to to nhà em là em thấy size 2X đó. Cái size to nhất là nó đều đang cháy hàng từ từ rồi. Nhà mấy cái đầm size to chị nào mà chào người chút xíu á, eo cỡ 86, 88 hay là 90 á, thì mình tranh thủ nha. Chứ em thấy mấy cái mã đó là hết trước tiên không á. Chị Huyền Trang lấy size L 1517 luôn, dạ ok. Rồi em lên đầm hoa. Một em váy hoa dáng dài. Mã này cho em là 1497 nha, đầm xô tăm. Đây, mã này của em là 1497. Đầm hoa vong dài, chất liệu xô tăm, chất này mềm. Chất này mềm, mặc mát, dịu lắm. Có size cho mình luôn, eo 88 quay đầu được luôn. Chị nào size to eo 86, 88 mình tham khảo ha. 199.000 thôi. Có 199 nào mấy chị, em nói giới thiệu giá mà không tin được luôn á. Nguyên một cái váy dài luôn, gần tới cổ chân luôn nha. Cái này xíu nữa là tới là thành cái maxi luôn, nhưng mà chưa tới. Em bé 6 là nó lưng lửng bắp chân thôi, nó cũng dài ha, cũng dài mà chưa tới cổ chân thôi. Rồi 1497 nha, 199.000 trên like. Kết thúc live stream em về giá cũ. Chị Nguyễn Tiến 1517 luôn nè, ok. Rồi đây là 1497 nhà em, hàng còn. Hàng còn đủ size, nhưng mà không nhiều, nhất là size 2X. Trong 4 size thì cái size 2X mã này nó sẽ hết trước tiên nha. Chị nào size to thì mình đặt trước nè. Form xè cho mình, may kèm túi. Chất liệu xô tăm, nền màu xanh và có hoa thì hoa đủ màu. Phần hoa văn các chị thấy nó đủ màu luôn. Mặc rất là trẻ trung và trắng da với em váy này ha. Đi chơi, dạo phố, du lịch này kia cho em là ổn nha. 199.000, 199.000 đồng chị yêu ơi, đặt luôn trên live có đơn nha. 199 này của team. Cổ team tay lỡ form váy xè dài cho mình, khóa ẩn phía sau lưng rất là đẹp. Đó, form xè nè, váy này em mặc cũng rộng. Eo đầm này size M là nó lên được 72, ở đây eo em 68 với mặt nó còn hơi dư. Đây em có bóp lại phía sau một chút xíu á. 2X eo 88 được nha. Chị nào size eo 86 88 á, chốt 2X cho em mã này nha. Rồi lên đơn em tư vấn nè. Sale luôn hôm nay với giá tiền chỉ có là 199.000 thôi. 199.000 đồng cho em thôi nha. Nhanh tay em giảm giá, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng, giao đến tận nhà, dồn đơn 600 em receive nha. Tổng đơn hôm nay 600.000 em miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị luôn ha. Đặt giúp em là 1497 ạ. Dạ bên ngoài em vẫn bán là 420. Ở bên ngoài em bán cái váy này là 420. Còn trên live có 199 nè. Rẻ hơn nhiều luôn á. Chị nào mà biết live stream của em thì cứ vô đây đặt hàng. Luôn luôn có giá rẻ. So với tại cửa hàng, rẻ hơn có mẫu 50-70, có mẫu 100-200 luôn. Rồi em lên đầm vét nè. Em có cái mã vét này cũng cháy hàng, còn có size XL. Trời ơi, còn hai cái cuối nè. Hai đơn cuối nè, cả nhà ơi, có chị nào ưng cái này không? Hai đơn cuối cùng luôn. Ủa, hôm qua em nhớ nó có tới mười mấy cái lận á. Hết lệ ghê chua. Còn đúng hai đơn cuối cùng mã đầm của em 1467 các chị yêu ơi, hai cái cuối cùng nha. Hai cái cuối cùng size XL 60-62 cân. 1467 cộng số điện thoại rồi sale luôn cho em váy này 1467. Vết màu da. Vết màu da nha cả nhà ơi, 1467 cho em nha. Rồi hôm nay em còn đúng hai cái cuối sale cho các chị luôn. Ủa, em nhớ em báo giá đầm này rồi mà ta. Em mặc là 1467 nha, hôm nay còn cho các chị mình hai cái cuối cùng. Chốt luôn cho mình với giá tiền chỉ có là 229.000 đồng ngày hôm nay luôn. Rồi giảm giá cho các chị yêu 229.000, còn đúng hai cái cuối. Đúng hai cái cuối cùng em sale cho các chị luôn nha. 229. Size XL mẫu này nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 55 tới 60, cộng luôn co giãn 62 cân. 55 tới 60, 62 cân, đính kèm cho em là một cái hàng cúc ở phía trước nha. Giá tiền sẽ là 229k size XL. 229k cho em chỉ còn size XL thôi, còn đúng hai cái nữa thôi là em hết hàng nha. M hết, L hết, 2X hết rồi, chỉ còn cho em là size XL thôi. 55 tới khoảng tầm là 62 cân, có một cái túi nhỏ phía trước cho mình. Đính kèm một hàng cúp, cúp này em đính trực tiếp
ở trên đầm không tháo được nha. Em đứng nghiêng mình cũng sẽ không có thấy nó bị hở cái khoảng cách này. Đó, còn mặt sẽ là khóa kéo sau lưng của em nha. Chốt luôn trên line này với giá tiền là 229 ạ. Mã vest này là form chữ A, như mấy cái em kiểu này mặc gọn gàng lắm. 1467 229.000 cho em. Mấy cái form này lên là siêu gọn dáng, khách như em là thích cái form xè A này lắm nè. Hết trơn rồi, về bao nhiêu cũng hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại hai cái đơn, hai đơn cuối nữa thôi. Chị nào vừa size XL thì mình đặt luôn nha. Đây sẽ là hai cái cuối cùng, không về lại nha. Mẫu này em ngưng luôn rồi, bỏ luôn không về thêm. 97 chị Thanh Ngô, màu xanh mục ren là cái nào ta? Mẫu thêm màu xanh này là em gọi là màu xanh đen á chị. Cái này là 1505 nha. Phải cái này không chị Thiêu Phạm ơi? Và chị hỏi mã ren đuôi cá này không? Nếu mà mã này của em thì nó sẽ là 1505. Đuôi cá ren màu xanh kim tuyến nè, full đầm kim tuyến hết luôn. Đây khóa kéo nằm sau lưng, form đẹp lắm, kim tuyến nè, chiếu chiếu nè các chị coi. Bên ngoài đẹp hơn trên line nữa. Mà hôm nay em còn có size M thôi, 50 cân quay đầu chị nha. Ren xanh em chỉ còn size M thôi cả nhà, dưới 55 cân là vừa cho em. Sale còn nè, sale còn 199.000 luôn. Bình thường em bán 350, ngày hôm nay shop chỉ còn size M, chốt 199.000 luôn nha. Giá sale, giá tặng cho các chị ngày hôm nay hết là em bỏ mẫu chứ cũng không về lại nha. Đây sẽ là 1505 em có mặc qua rồi. Ren xanh kim tuyến là 1505. Sale cho các chị luôn với giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000. Rồi còn mã em mặc đây. Mã em mặc đây sẽ là 1467. Em mặc đây là 1467, sale còn 229, hai cái cuối size XL. Chị nào size XL 55 tới khoảng tầm là 62 cân nha. 55 tới khoảng tầm là 62 cân thì mình có thể đặt hàng ạ. 229 đó chị Ngọc Huỳnh, em sale rồi. Bình thường nó 350 mà. Bình thường nó 350, hôm nay còn đúng hai cái cuối luôn. Size XL cho em nha, chất tuyết mưa. Vết màu da chất liệu tuyết mưa, đẹp từng đường may từng viên cúc luôn. Nói chung về chất thì cả nhà cứ yên tâm. Em giao hàng đến nơi cho kiểm tra mà. Mình đặt hàng như em mình được xem trước thanh toán nha, chứ không phải là giao linh tinh đâu. Em cho mình kiểm hàng trước thanh toán, các chị cứ thoải mái lựa chọn ha. Rồi tiếp tục em qua cho mình một cái đầm beo. Tiếp theo là một em đầm beo vải lụa mango. Em chỉ còn size, hình như cái này còn full phải không ta, đợi em xíu. 1509 các chị yêu ơi. Beo em mặc đây là 1509 ạ. Cái mã này em có 3 màu cho mình nha. Váy beo này em có 3 màu cho các chị lựa chọn. Em có màu xám, em có màu nâu và em có màu trắng nữa. Đây, 3 màu cho các chị lựa chọn luôn. Thích màu nào chốt giúp em màu đó. Hiện tại bây giờ ba màu nó lẻ size hết trơn rồi. Lẻ size tùm lum hết rồi các chị yêu ơi. Đợi em đọc mã mình đặt nè. Ba màu, ba mã số khác nhau nha. Các chị coi thích màu nào chốt mã tương ứng. Theo thứ tự nha, thứ tự cho dễ thì màu trắng sẽ là 1507. Em kiểm tra cái số lượng em báo luôn nha. Rồi, bây giờ 1507 là beo màu trắng nè. Cũng là cái form cổ vuông tay phồng giống em mặc luôn ha. Màu trắng là 1507, shop còn cho mình là size MLXL 40-62 cân. 40-62 cân quay đầu lấy màu trắng luôn. 1507 cho em là màu trắng. Rồi, tiếp theo em có cho các chị là màu xám. Đây, tiếp theo em có cho các chị là màu xám ạ. Màu xám sẽ là 1508 nha. 1508 thì shop chỉ còn M và L thôi. Màu xám thì em lại còn cho mình là hai size dưới 55 cân quay đầu cho em. Đây, 55-57 cân quay đầu cho em là vừa màu xám 1508 nha. Giá tiền cả ba bằng nhau. Ba mẫu này giá tiền bằng nhau, màu nâu em nữa. Màu nâu sẽ là 1509, riêng cái màu nâu này em còn đủ size. Màu nâu em còn đủ size cho mình bằng giá 299.000. 1507 là beo trắng các chị nha. 1507 là beo trắng. Rồi, để em ghi giá cho mình ở bên dưới. 1507 là beo trắng nha các chị yêu ơi, giá váy sẽ là 299. 08 là xám và 09 sẽ là màu nâu. 299.000. Đây bây giờ tập trung màu nâu cho em nha. Em có 3 màu, các chị mình nhớ mã không? Nhớ màu thì mình đặt luôn. Còn không thì đợi em mặc lên người rồi hẳn đặt để tránh nhầm nha. Chị Ngọc Huỳnh size L hả? Chị size L eo 74. Size L đầm này eo 74, hai cái kia lên form giống vậy luôn nè. Cũng sẽ là cổ vuông tay phồng. Phần tay phồng này chị đã bóc tay to mặc thoải mái mà che khuyết điểm tốt nha. Rồi eo cao, váy xòe che bụng. 3 mẫu đều che bụng tốt, mà tất cả váy xòe đều che bụng tốt luôn. Đầm nào em may xòe cũng eo cao
hết. Đó, form xè cho mình nè, che bụng nè. Rồi độ dài em này thì không không dài quá, mà này nó chỉ vừa tầm vũ gối thôi. Form này mặc hàng ngày xinh ha, có túi nha. 1509 là màu xà, màu nâu của em. Cái màu này em thấy nó không kém nha. Màu nâu này ai mang cũng được, da trắng da ngâm gì mang cũng đẹp cho em. Sale còn 299.000 đồng, chúc chị Ngọc hình mẫu đang mặc luôn. 1509 là beo màu nâu ạ. Đây form nè, khóa kéo sau nè, may đầm có túi nữa nè, dễ thương không? Đặt trên line nha. Mặc chị xem màu cam nha, màu cam rồi cam đuôi cá nha. Cam đuôi cá mã mới của nhà em. Ủa cái này sao 2X? Này mà là size của em. Rồi màu cam đuôi cá von mã mới của nhà em mới về. Ok, đợi em chút xíu. Rồi màu màu beo xong chưa ạ? Beo em mặc là beo cổ vuông. Em còn có beo sơ mi, em còn có beo cổ tròn. Có beo cổ tròn, beo cổ sơ mi, rồi beo cổ tim nữa. Có tới mấy mã beo lận. Trong đó cái cổ vuông là em thấy là dạng nó trẻ trung nhất. Trong tất cả các kiểu beo thì cái cổ vuông này là nó trẻ trung nhất luôn ha. Màu trắng cũng đẹp, màu xám cũng đẹp, rồi màu nâu, nói chung ba màu, màu nào cũng đẹp hết. Mỗi màu đẹp mỗi kiểu khác nhau. Ai thích màu nâu đặt 1509 ạ. 40-65 cân vừa nha. Cổ vuông tay phồng, mã số 1509. Chất lụa cho em nha. 1509 là beo lụa. Rồi em qua màu cam đuôi cá nè. Cam đuôi cá này là mã mới về. Đầm von nha. Màu cam đuôi cá là váy von. Em về đủ size luôn. Đây, đầm von 2 lớp nha. Rồi, đầm von 2 lớp có kèm túi cho các chị nữa nè. Mã này của em sẽ là 1498 nha. Hoa cam đuôi cá luôn, 1498. 319.000, hàng về đủ size. Mới vừa cập bến luôn, em lên cho các chị xem full size cho mình từ 40-65kg. 40-65kg là mặc vừa cho em nha. Bình luận bên dưới em chừa hàng. Bình luận bên dưới em tư vấn là chừa hàng chừa size luôn. Đây, khóa kéo nằm sau lưng. Đuôi cá em có màu cam nè, em có màu xanh nè. Đuôi cá có màu cam, có màu xanh. Em có đuôi cá da beo. Và em có đuôi cá hoa nhí nha. Mã này có tới 4 họa tiết rồi. Mã này có tới 4 họa tiết lận các chị yêu nha. Em có đuôi cá da beo, đuôi cá xanh hoa kim tuyến nè, đuôi cá beo nè, với lại cái đuôi cá hoa nhí này nữa. Đó, 4 mã hoa văn khác nhau, và là 4 hoa văn là 4 mã khác hết. Không phải là 1498 màu này màu kia là không đúng nha, mà mỗi một màu là một mã số. Em sẽ giới thiệu riêng. Đó, thông báo cho các chị là có 4 màu thôi. Ai thích màu nào em lên mã tương ứng. Màu cam em mặc sẽ là 1498 ạ. Đi chơi đi tiệc đều được luôn. Mã này chị nào thích thì cứ đặt hàng. Nhà em sẽ lên đơn và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo bây giờ em giới thiệu cho các chị luôn là sợi thắt lưng 03 nha. Đây mình mặc cái đầm này đúng không? Mình thích mà cho nó có điểm nhấn một chút xíu thì có thể đeo kèm phụ kiện vô. Thắt lưng 03 hình nơ 89k. Đầm là 1498 ạ. À. Đầm em mặc là 1498 là 319k. Váy mẫu mang á là 1498. Còn cái thắt lưng nơ này sẽ là 03 nha. Thắt lưng nó cũng có mã số nữa đó. Thắt lưng nơ 03 có giá tiền là 89k nha cả nhà. Nơ 03. Đây, nơ 03 các chị xem nè, nơ 03 có giá tiền là 89k cho em ha. Rồi, đầm em mặc là đủ size, em mới về mà. Mẫu đang mặc đủ size luôn, 65 cân các chị yêu có đặt hàng, với 65 cân là có đơn. Chị mặc đẹp lắm, màu cam. Có hình chưa chị Trần Anh, rồi nhận hàng mới có chụp hình gửi em chưa? Đi đâu chơi nha, nhớ chụp em vài tấm hình gửi tặng shop, em đăng lên trang em khoe, không giờ không có hình khách đi đâu. Hình như dịch lại mấy chị sợ không dám đi chơi phải không? Nếu mà có mặc đầm bên em chụp hình mình đừng có ngại, cho em xin vài tấm hình nha. 61 kênh lấy cho em mẫu này 2XL ạ. 1498 rồi nhà ơi, mẫu mặc là 1498. Em chào chị Phượng nha, em ghi mã bên dưới rồi đó chị Trúc Anh ơi, mình đặt đúng giúp em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại, màu cam là 1498 nha cả nhà. Khóa kéo ở phía sau lưng nè. Đó, em có tới 4 mã đuôi cá lận các chị xem nha. Thích màu nào em lên tiếp nè, màu xanh nè, đuôi cá màu xanh nè, đuôi cá da beo và đuôi cá hoa nhí. Cả 4 mã này cùng giá tiền là 319 và cùng là chất liệu là von. Đó, nhưng mà khác hoa văn. Khác hoa văn, khác mã số. Ai lấy màu cam đặt cho em là 1498. Bây giờ em qua mã nha. Thắt lưng 03. Thắt lưng 03 có giá tiền là 89.000 nha cả nhà.
Thắt lưng 03 có giá tiền là 89.000 cho em nha, còn đầm em mặc sẽ là 319k nha. 1498 kèm số điện thoại cho em cả nhà ơi. Mã số sản phẩm cộng số điện thoại cho em là được nè. Em chào chị Thanh Vân nha, chào các chị mới vào luôn ạ. Rồi tiếp theo em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy khác nữa. Có muốn em lên mẫu nào nữa không? Cái màu nào phía sau mình thấy ưng không? Đó, muốn em mặc màu nào thì cứ nhắn em để em sẽ mặc giới thiệu cho mình xem từng mẫu. Tiếp tục em sẽ có cho mình là một em váy hoa màu gì đây. Rồi tiếp theo em có cho các chị một em váy hoa. Rồi em này đi, em này sale luôn 99.000 lấy tương tác luôn. 1402, 1402 em này là dạng váy váy suông. Em này là váy suông nha, mặc hàng ngày á, mặc ở nhà cũng được luôn, mặc hàng ngày dạo phố cũng xinh nữa. Em may cho mình là phong đầm suông rất là xinh. Giá ngày hôm nay chỉ có là, đợi em xíu nha, em chỉnh cái váy. Rồi, rồi cái váy này của em ở phía dưới nó sẽ có cái tà, nó có cái thân, cái đường kim tuyến á nè. Nó có theo một cái tần kim tuyến ở bên dưới rất là đẹp luôn nè. Phong này là em may phong suông. Đây, suông động cho nên là riêng cái size M này là phải 55 cân vẫn được. Size M em đang mặc 55 cân, các chị mặc vẫn được. Eo dưới 74 cho em, thích ôm eo thì các chị mình có thể sửa lại thành bóp eo lại cho em, hoặc đeo thắt lưng vào cũng được nha. Rồi giá váy 99.000 cho em mã này, eo dưới 74. 1402 cho em 99.000 đồng. 1402 cho em mã váy von này luôn, 99k. Cái kiểu này rất là đẹp, cái tay nè, phần tay giống như cái búp hoa đó, cái cánh hoa các chị thấy không? Đó, hai cái cánh nè, nó áp vào với nhau nè. Đâu mà nó đang nó đắp chéo với nhau nè, rất là xinh. Chị Hà Nguyễn 50 cân được, đầm này eo 74 được luôn nè. 50-55 cân gì đó, cứ đo eo cho em đi. Hoa màu vàng nha, nền đêm hoa màu vàng. Chốt luôn hôm nay là 99.000 nha, 99k. Đầm vàng hoa nhí hả chị, vàng hoa nhí hả? Vàng hoa nhí cái nào ta, cái này đúng không? Ủa, cái này là đen hoa nhí vàng rồi. Vàng hoa nhí em có mẫu nào vàng hoa nhí đâu. Em chưa về, nếu mà chị hỏi cái vàng hoa nhí mà mới là em chưa có về. Hiện tại bây giờ em có mỗi cái hoa nhí màu xanh là em đang có sẵn thôi. Cái nhí màu xanh này nè. Đây, em có mỗi cái hoa nhí li ti màu xanh trắng này thôi, chứ còn mẫu hoa nhí khác thì em chưa có về nha. Rồi em mặc đây sẽ là 1402, mã này 99k. Đầm sơ mi bi hả chị? Sơ mi bi là váy lụa. Sơ mi bi là váy lụa và xếp ly toàn bộ trên váy, có may sẵn dây eo luôn. Đây, có kèm dây eo nữa nè. Mẫu này mã mới nhà em ha. Sơ mi bi mã mới của nhà em. Rồi để sau cái này em lên mình coi luôn. Đợi em xíu chị được nha. Đầm em mặc 99k nha. 1402, 1402 mã này 99k. Form này form suông thoải mái, mặc hàng ngày cà phê dạo phố và ở nhà cũng được. Chích von mát nhẹ nhàng cho mình, bên trong có kèm lót các chị nha. Rồi sale luôn là 99.000. Ha, sale bỏ mẫu, còn có một size cuối là size M thôi. 55 cân quay đầu cho em mặc được nha, 99.000 đồng. Rồi em qua váy bi nha. Váy bi này của em là bi lụa. Bi sơ mi váy lụa mềm ha, xè phồng cái trên váy xếp ly. Rồi, đây là 1512 của nhà em. Mã mới nha. Sơ mi chấm bi xếp ly toàn bộ trên váy cho các chị đều hết luôn, sau đó là có kèm dây eo. Nếu như các chị mặc hơi rộng á, mình cột lại giống em nè. Đó, là nó vừa liền. Mặc hơi rộng cứ cột vô giống em là nó vừa. Eo tới đâu cột vô cho em tới đó là xong. Rồi chốt luôn cho em luôn. 349k mã này. Đó, xếp ly nữa nha. Thêm một em đầm xếp ly đang siêu hot nữa nè. 1512 cho em là váy bi nha. Cái bi này nó to hơn cái chấm bi của đầu trước. Cái họa tiết, cái kích cỡ á cả nhà. Hôm trước về cái chấm bi nó nhỏ hơn, đợt này về nó to hơn xíu, hay nó thay đổi chút xíu. 349.000 đồng nha. 1512 sơ mi bi xếp ly nha. 1512 cho em nè, 349, đủ size cho mình từ 40 tới 65 cân nha. Đầm giá rẻ cho các chị mình luôn, bao giá toàn quốc và các chị em sẽ được là xem hàng trước thanh toán. Em giao đầm đến tận nhà em cho mình kiểm tra luôn, 100% hàng đẹp chuẩn mẫu. Ưng ý mẫu nào cứ lên đơn cho em tư vấn nè. Đây, xếp ly cho em. Váy xếp ly này đi chơi, đi làm, đi tiệc gì cũng được nha, xẻ rất là rộng, bầu bí bon chen được, che bụng tốt. Chị nào có bụng yên tâm là sẽ che hoàn toàn khuyết điểm cho mình luôn ha. Màu mẫu này có màu khác không em? Không chị. Bi mà xếp ly có đúng màu đen trắng này thôi, hoặc là cái này xếp ly đây,
với cái màu da sắp về, à, cái màu trắng sữa sắp về thì em có mặc rồi, cái 1517 á đó, đó là một cái zip ly đó, hai là cái bi của em và ba là cái màu trắng hình học này, là chỉ có ba mã zip ly là em đang chuẩn bị, à, đang vừa có sẵn và một cái chuẩn bị về thôi, còn lại không có bi nào zip ly nữa nha. Em có một cái bi mà không có zip ly, cái bi kia nó cháy hàng mất tiêu, cái đầm bi mà tay ngọc trai á thì nó xè trơn, còn em này nha, em này là xè cho cái chị là xếp ly toàn bộ trên váy đều tăm tắp, nhìn cái đường ly thôi là cái chị biết hàng chất lượng rồi. Cổ sơ mi tay lỡ có kèm dây eo ha, cột eo lại cho em, mình mặc rộng mình cứ cột lại cho em là xong, thắt nhẹ một cái nơ giống vàng hoặc là cột phía sau lưng nha, cũng đẹp luôn đó. 349k mã mới về của nhà em, đẹp ha, màu bi này xinh nè, họa tiết bi màu đen trắng như vậy cái chị mà không lo lỗi thời luôn, tự nhiên cột cái nơ nhìn nó dễ thương lắm, mấy chị mà bên ngoài nhìn nó rõ hơn, ở trên live nhìn qua cái điện thoại nó không có được rõ, ở bên ngoài cái chị nhìn cái váy em mặc siêu xinh luôn, xếp ly rộng rộng, xếp ly xè xè cho mình phía dưới nè đó, bụng nè không lo chật hay là không lo lộ luôn nha, rất là đẹp, theo cái điểm tốt. Dạ lụa chị, hàng lụa một lớp nha, xếp ly em mặc là một lớp, không có cần lót ở trong đâu, 1512 mã váy giúp em là 1512 nha cả nhà. Bình luận thông tin ở bên dưới để em tư vấn nha. Mã váy em mặc sẽ là 1512, 349.000 đồng. Form váy xòe dài cho em là qua gối và khóa kéo nằm sau lưng. Mã số sản phẩm là kèm số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn ạ. 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà ơi. Đây, form váy xòe cho mình, nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá. Mẫu em mặc trên người đây sẽ là 1512 nha. Rồi, xếp ly váy lụa mềm, xòe che bụng tốt, form váy xòe cho em là không có cán dáng bụng, chị nào tròn người ốm người đều mặc đẹp cho em luôn. Hàng đủ size cả nhà ơi, size M, size L, XL, 2X em đều có nha, cứ 40-65 cân. Cái váy này chị nào khoảng eo 86 mặc vẫn đẹp, eo 85-86 vẫn ok, mặc vừa cho em luôn. Sọc hỏi chị, sọc sau em hả? Đây, đúng không? Sọc cổ vuông hay là chị hỏi cái sọc mắc xích nè. Em còn một cái sơ mi mắc xích phía sau nữa nè. Sơ mi mắc xích này thì em cũng còn đủ size nè, còn cái sọc này nó lẻ size, em lên cái sọc trước đi, cái này nó sắp hết trước để em ưu tiên nó trước nha, nó lẻ size rồi. Rồi em qua bi nha, bi là 1512 nha, bi lụa nhà em mới đó, bi lụa 1512 eo 77 là XL cho em đi chị, có size. Nhà em có đủ size đủ số, đặt hàng bình luận mã số giúp em nha, chia sẻ like cho em 3 lần là có đơn ha. Rồi tiếp theo mã đầm cổ vuông tay phồng, họa tiết là váy sọc nè. Cái sọc dọc này các chị mặc nhìn nó gọn dáng lắm. Đây, họa tiết sọc dọc siêu gọn dáng, em này còn đúng hai size cuối sale luôn, 249.000. Còn đúng hai size cuối cùng em xả cho mình luôn, 249 nè, em còn size L với size 2X nha. Còn hai size cuối nha cả nhà, size L và 2X chị nào khoảng là 50-55 cân đó, là mặc cho em là size L. Đó, 57-65 cân thì mặc cho em là size 2X, em còn đúng hai size này thôi, chốt 249 luôn. 249.000 cho em luôn nha. Mã váy này sẽ là 1489 ạ. 1489 nha, còn hai size cuối là L và 2X nè. Chị nào chưa có mã này bình luận nhanh tay để em tư vấn luôn. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được ạ. Mã hàng cộng số điện thoại cho em nha. Cổ vuông tay phồng, không có túi. Sọc này em may sẽ không có túi nha. Cái phồng nó sẽ xè nhẹ như thế này, chất mềm, mặc mát, một lớp cho em luôn. Rồi bình luận bên dưới cho em xong chưa? Em sọc này là 1489. Những cái họa tiết các chị mặc mà nó dọc theo cái thân người như thế này á thì mình cảm giác được luôn là nhìn người mình nó gọn hơn, nó thon, nó gọn hơn mà còn ăn dây được chiều cao cho các chị mình nữa. Mã này đi chơi đi làm gì cũng được, thật ra thế cũng không có hở quá, dài thì cũng qua gối rồi, cổ thì cũng không sâu, em cúi xuống các chị cũng không thấy gì, nói chung nó cũng không hề sâu, mặc được nha. Size L em còn, chị còn hai size là L và 2X đó, chị nào size L chốt nè, hoặc là chị nào size 2X nè cũng chốt nè, còn đúng hai size này thôi, em không về thêm nữa chị, mã này em bỏ rồi, không may thêm, có nhiều vải là em may hết đợt này rồi, có nhiều vải dùng hết đợt này may rồi, đâu còn nữa đâu. Về 4 size lận mà giờ em bán hết rồi, em chỉ còn size L mấy cái, với lại 2X cũng còn vài cái nữa thôi là em ngưng nha, không may lại. 1489 nha, đầm đang mặc là 1489.
450 giá bán tại cửa hàng. Trên line này sale với giá tiền bao nhiêu ạ? 249.000 đồng luôn. 249k đồng mẫu mặt, chia sẻ cho em 3 lần có đơn, chỉ khách nào chưa có mình đặt hàng. Bình luận cho em bên dưới là mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Đừng quên chia sẻ livestream cho em mỗi chị 3 lần nha cả nhà. Cú pháp đặt hàng vào giúp em 1489 cộng số điện thoại cho em là được ạ. Nhanh tay em chừa hàng chừa sai giảm giá các chị yêu nha. Nhớ là kèm theo giúp em được chia sẻ nha. Rồi mẫu này cũng là mẫu cuối cùng bài livestream ngày hôm nay của em nha. Bây giờ em sẽ lưu bài livestream này lại. Nếu mà các chị yêu là khách mới, mình bấm tích trang bên em nha, bấm tích trang, bấm theo dõi để khi nào em có livestream bài mới các chị sẽ được cập nhật ha. Facebook sẽ thông báo cho mình. Bây giờ thì em sẽ chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các chị vào những livestream sau ngày mai nha. Sáng mai sẽ có một bài livestream nữa. Bây giờ thì các chị yêu mình có thể là xem lại những cái sản phẩm từ đầu đến giờ cũng được nè. Nếu mà đã có chia sẻ like rồi thì mình cứ đặt hàng nha. Tổng đơn 600.000 em ship đến tận nhà, nhớ giúp em điều kiện là 3 lần chia sẻ like nha. Rồi chúc mừng các chị, tạm biệt các chị yêu ạ.